Sốc, hố tử thần đột ngột xuất hiện giữa ngã tư. Sáng sớm ngày 12 tháng 7, tại ngã tư Nguyễn Hữu Thọ giao với đường Nguyễn Phan Chánh, quận Hoàng Mai, Hà Nội, bất ngờ xuất hiện hố tử thần rộng khoảng 1 mét, sâu gần 1 mét. Bảo vệ cửa hàng quần áo gần hiện trường cho biết, vào đêm 11 tháng 7, tại khu vực xuất hiện hố tử thần đã có biểu hiện nứt nẻ trên mặt đường. Đến sáng sớm ngày 12 tháng 7 thì xuất hiện hố sâu. Theo quan sát, bên dưới hố là đoạn cống ngầm. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt cho biết, Ủy ban Nhân dân phường đã nhận được thông báo về hố tử thần trên. Hiện chiếc hố trên đã được căng dây, quây bàn ghế để đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông. Nguyên nhân dẫn đến chiếc hố tử thần hiện vẫn đang được các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.